Hiện tại thì ở trên tay em đang là một con máy khách mua bên Kraft nhá, và mang qua để đổi lên 11 Pro. Đấy thì anh khách cũng có bảo là thấy bên em thu lại giá trade-in khá là tốt nên là anh ấy mang qua đổi. Thì con máy này ấy, ban đầu nhìn bên ngoài thì nó khá là đẹp. Đây, vỏ với các thứ nó khá là đẹp. Đấy, còn vỏ zin, lưng zin, camera zin, màn hình cũng zin. Màn hình cũng khá là ok nhá. Đấy, không có vết xước mạnh gì cả, màn hình đẹp nhá. Còn vào pin này. Pin con này thì đã được thay rồi. Nhưng mà khi mà thay ấy, đây để em xem pin nó tình trạng bao nhiêu nào. Đấy. Pin con này đã thay rồi thì pin nó vẫn báo là 100%. Và khi mà kiểm tra thực tế, cái thời gian sử dụng thực tế ở trên cái con máy này thì pin vẫn đang rất là ok. Đấy, đi vào phần báo cáo xác minh cho anh em xem nhá. Đấy. Đây, báo cáo xác minh thì mọi thứ đều xanh. Thế anh em lưu ý cho em một cái vấn đề là đối với những dòng máy đời thấp ấy, ví dụ như em thấy hầu hết là 11 với XS Max, là khi mà thay pin rồi thì ở trên phần ba u này nhá, nó cũng không 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 báo đỏ đâu nhá. Đây, nó vẫn xanh này này. Đấy, thì anh em không thể check được cái tình trạng đã thay pin hay như nào ở trên ba u đâu. Cái ba u này nó cũng không phải là chuẩn xác 100% đâu. Đấy, còn vào bên trong thì máy đã báo là thay pin rồi. Đấy, thấy chưa? Linh kiện không xác định. Và với cái tình trạng ban đầu của như con máy này ấy, thì nếu mở ra mà kiểm tra bên trong zin hết thì cứ như chính sách trade-in của bên em mà áp dụng thôi. Ví dụ con này 11 tím 64 là em đang bán là 7 triệu mốt, thì nếu mà ok hết là em sẽ thu lại là 6 triệu mốt, rồi anh em có thể bù tiền đổi lên một con khác. Còn bây giờ em sẽ mở ra để kiểm tra bên trong con máy này như nào nhá. Cái đầu tiên khi mà mở ra kiểm tra bên trong ấy thì anh em có thể thấy luôn là máy có khá là nhiều vân tay này. Đấy. Rồi là có những cái lớp siêu là khá là nhiều vết rách. Nói chung cái này thì nó cũng không quyết định gì một con máy cả. Có nhiều con thì nó cũng sẽ có vân tay về thôi, nhưng mà nó không không quyết định gì một con máy zin hay không. Đấy, còn pin là pin thay rồi nhá. Đây, những cái lớp siêu này, lớp siêu đóng lại rồi thì lúc nãy mình kiểm tra bên ngoài là mình cũng đã biết là pin thay rồi đúng không? Đấy, còn ở bên trên này thì anh em có thể thấy này. Đây, xung quanh đây là nó có những cái vết keo này. Vết keo rất là rõ ở đây. Đấy, thì đã có cái dấu hiệu là tình trạng sửa chữa động chạm vào phần này rồi thì mới có những cái lớp keo như này nhá. Đây. Rồi còn ở dưới này. Đây. Đây anh em nhìn vào đây. Nó đã bị cắt rồi. Cái phần này nó đã bị cắt rồi. Đấy, vẫn còn cái vết cắt ở đây này. Đấy. Anh em có thể thấy nhá. Nó đã bị cắt rồi, và ở ở cái phần dưới này nó cũng đã có cái dấu hiệu động chạm vào cái siêu này rồi. Đấy, quan trọng là nó có một cái lớp cắt ở đấy rồi. Đây thì tiện thể là có một cái con 11 khách mua lâu rồi và mang qua bên em thay pin luôn ấy, thì em cho anh em xem ở bên trong của một con 11 zin thì cái lớp này nó như thế nào nhá. Đấy, anh em có thể thấy ấy, nó là một cái lớp lớp kiểu là lớp lớp nhôm nguyên khối ấy. Thì cái con kia là nó bị cắt đi rồi, còn cái con này nó đang đang nguyên khối ở đây nhá. Thì đối với những con máy đã sửa chữa như thế này rồi ấy, là có dấu hiệu sửa chữa như thế này rồi, thì nhiều khi mình cũng không xác định được chính xác là con này đã sửa gì. Mình chỉ xác định kiểu là kiểu kiểu mơ hồ chuẩn đoán thôi, chứ mình không không thể nhìn vào đấy mình xác định được cái nhìn vào như thế thì là sửa gì, chắc chắn là sửa gì, thì cái đấy mình không thể nói chắc chắn 100% được. Thì đối với những con máy là có dấu hiệu sửa chữa như này rồi ấy, thì bên em thì nó sẽ không đủ điều kiện nhập vào để bên em có thể bán ra như bình thường, bởi vì bên em chỉ bán máy zin nguyên bản. Còn vẫn có một cái hướng đấy là thanh lý hộ để cho anh em có thể đổi sang một con máy khác. Thì khách cũng bảo là trước giờ thì dùng vẫn ok, không vấn đề gì cả, nhưng mà cái lúc mua ấy thì cũng cam kết là chưa sửa gì. Nói chung là chỉ mong muốn là dùng một con máy zin không gặp vấn đề gì thôi. Thấy bên em có giá tốt, thu lại giá tốt nên là tính là mang qua để đổi máy cái đời cao hơn để sử dụng. Còn giờ ấy, máy đã bị sửa rồi thì anh ấy cũng không nhớ là mua ở đâu, mà cũng đồng ý với phương án là hỗ trợ thanh lý hộ để đổi sang một con máy zin dùng cho an tâm. Không không kiểm tra thì thôi. Đấy, còn không kiểm tra không biết thì vẫn cứ nghĩ là mình đang dùng máy zin. Đấy, dùng mọi chức năng các thứ vẫn ok, nhưng mà đi kiểm tra rồi thấy sửa rồi, thấy những cái này rồi thì lại cảm thấy lấn cấn, lại muốn đổi sang một con máy zin để dùng cho nó an tâm. Thì những con máy này ấy, thì em sẽ thanh lý hộ và
em sẽ không lấy một đồng công đồng lãi nào nhé, và thanh lý bao nhiêu, báo với khách bao nhiêu thì em sẽ đăng lên page bấy nhiêu đấy, thanh lý hộ thôi đấy. Còn đủ mọi điều kiện thì em sẽ thu lại 90% giá web. Còn máy mà đã rơi vỡ này hay là qua sửa chữa thay thế linh kiện như này rồi ấy, thì em sẽ hỗ trợ thanh lý hộ để các bác có thể lên đời. Và bác nào muốn lên đời thì cứ mang qua bên em để kiểm tra cụ thể nhé, tiện thể thì mình có thể kiểm tra được con máy mình ấy còn zin hay không luôn thế nhá.